Tuổi 60, ai biết được ba bí quyết dưỡng sinh này thì xin chúc mừng. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân dạy nạn ở miệng, ốm ở chân, mệt ở tâm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Sự thật là ngày nay đại đa số là chết vì bệnh, rất ít người bị chết vì già. Lẽ ra theo quy luật tự nhiên thì người ta phải đại đa số chết vì già, còn thiểu số chết vì bệnh mới hợp lẽ. Nhưng vì chúng ta đã đi ngược lại lẽ tự nhiên quá nhiều, nên ngày càng lắm bệnh tật, sức khỏe càng yếu đi, tâm trạng thì luôn mệt mỏi, chán nản. Tuy nhiên, rất may là chúng ta có thể khắc phục điều đó. Trong video này, nếu ai về già mà biết được ba bí quyết sống lâu, sống khỏe này thì xin chúc mừng. Bí quyết thứ nhất, ăn uống cân bằng. Có lẽ có người từ lâu nghĩ rằng giữ gìn sức khỏe thì có gì mà phải nghe, lại chẳng qua là ngủ sớm, dậy sớm là khỏe chứ gì. Từ nhà đường thì có thể nói như vậy, chứ ngày nay nói vậy thì cực kỳ thiếu hiểu biết, bởi vì có nhiều điều đã thay đổi. Nói ăn uống cân bằng, có hai chuyện là ăn và uống. Trước hết nói về uống. Khi ở Đại học Bắc Kinh, tôi có hỏi sinh viên, đồ uống nào là tốt nhất? Sinh viên đồng thanh trả lời, Coca-Cola, Coca-Cola. Mỹ không thừa nhận, quốc tế cũng không thừa nhận. Nó chỉ có thể giải khát, chứ không có bất kỳ tác dụng nào cho giữ gìn sức khỏe. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe là gì? Mọi người nên biết là nó phải có khả năng chữa bệnh. Ở các hội nghị quốc tế, người ta đã định nghĩa ra 6 loại đồ uống bảo vệ cho sức khỏe. Trà xanh, rượu vàng đỏ, sữa đậu nành, sữa chua, canh xương, canh nấm. Vì sao nói canh nấm? Vì canh nấm có thể nâng cao công năng miễn dịch. Một văn phòng luôn có người bị cảm, có người không bao giờ ốm. Vì sao vậy? Vì công năng miễn dịch khác nhau. Uống canh nấm có thể nâng cao sức miễn dịch, cho nên đó là sản phẩm giữ gìn sức khỏe. Vì sao nhắc đến canh xương? Trong canh xương có chất uyển giao, một chất keo. Chất keo này giúp xương chắc khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ. Cho nên hiện nay trên thế giới, các nước đều có phố canh xương. Cho nên đừng coi thường canh xương, nó có thể kéo dài tuổi thọ vì có uyển giao. Vì sao nhắc tới sữa chua? Vì sữa chua cân bằng vi khuẩn. Nó cân bằng vi khuẩn được duy trì, có nghĩa là vi khuẩn có ích thì sinh trưởng, vi khuẩn có hại thì tiêu diệt. Cho nên ăn sữa chua thì có thể ít mắc bệnh. Ở châu Âu, sữa chua rất phổ biến. Nhiều cô gái chúng ta thích ăn sữa chua nhưng họ không hiểu vì sao. Bản thân sữa bò chúng tôi không phủ nhận tác dụng của nó, nhưng nó kém xa sữa chua. Vì sao uống trà xanh? Ngày nay rất nhiều người biết uống trà nhưng thanh niên ít uống. Vì sao trà xanh có tác dụng bảo vệ sức khỏe? Nguyên nhân trong trà xanh có chứa chất chống ung thư. Nhật Bản làm tổng điều tra những người trên 40 tuổi, chẳng ai không có tế bào ung thư trong cơ thể. Vì sao có người mắc ung thư, có người không? Điều này có liên quan đến việc uống trà xanh. Nếu anh uống mỗi ngày 4 chén trà xanh thì tế bào ung thư không bị chia cắt. Mặc dù có chia cắt cũng muộn lại 9 năm trở lên. Cho nên ở Nhật Bản, học sinh tiểu học hàng ngày đi học đều uống một chén trà xanh. Thứ hai, xin chú ý trong trà xanh có chứa fluor. Nó chẳng những có thể làm lành bệnh răng mà còn chữa được sâu răng, diệt vi khuẩn. Sau bữa ăn 3 phút, đốm khuẩn răng đã xuất hiện. Hiện nay rất nhiều người chúng ta không có răng tốt, chẳng những không súc miệng bằng nước trà mà nước trắng cũng không. Vì thế có người 30 tuổi đã bắt đầu rụng răng, 50 tuổi thì rụng hết. Thứ ba, bản thân trà xanh chứa chất nâng cao độ bền huyết quản, khiến huyết quản khó bệnh. Các vị ạ, đến tuổi các vị nên uống sớm đi, đến lúc các vị có đập bàn trợn mắt dài thì cũng không lo. Trong các đồ uống, đứng thứ hai là vàng đỏ. Vốn là trên vỏ quả nho đỏ có một thứ gọi là nghịch chuyển thuần cồn, chuyển ngược. Chất này có tác dụng chống suy lão, còn là thuốc chống oxy hóa. Người hay uống vàng đỏ thì ít mắc bệnh tim. Thứ
thứ hai, nó có thể giúp ta phòng ngừa tim đột nhiên ngừng đập, chúng ta gọi là ngừng đột ngột. Trong trường hợp nào tim có thể ngừng đập? Một là vốn có bệnh tim, hai là tăng huyết áp, ba là mỡ máu cao. Có một vị tiến sĩ mới 35 tuổi, buổi sáng còn chạy nhảy tưng tưng, chiều đã chết rồi. Vì sao mỡ máu quá cao? Mỡ máu cao nguy hiểm ở chỗ nào? Tim có thể đột nhiên ngừng đập. Có một chàng trai 20 tuổi, máu của cậu ta có thể lấy ra dạng bùn, hết sức nguy hiểm. Chúng tôi hỏi cậu ta bảo ăn tốt quá. Không phải cậu ta ăn tốt quá mà là ăn quá bất hợp lý. Chúng tôi có một ca bệnh, một người mua một chiếc bánh gato lớn ở ngoài thành phố, vừa cứng, vừa dẻo, vừa nóng, chạy về nhà, vào đến cửa liền bảo bà cụ ăn ngay kẻo nguội. Bà cụ vừa ăn được mấy miếng thì tắc thở. Anh ta cõng bà cụ chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi, chúng tôi hỏi có bệnh gì. Anh ta kể lại đầu cuối. Thế chẳng phải chết vì thiếu hiểu biết đó hay sao? Rượu vang đỏ còn có một tác dụng nữa là hạ huyết áp, hạ mỡ máu. Vang đỏ có mấy tác dụng lớn như thế nên ở nước ngoài người ta bán rất chạy. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng cai thuốc lá, hạn chế rượu, chứ có nói cấm rượu đâu. Hơn nữa còn nói rõ hạn lượng rượu, rượu vang nho mỗi ngày không quá 5-10cc, rượu vang trắng mỗi ngày không quá 50cc, bia mỗi ngày không quá 300cc. Nếu anh vượt qua khối lượng đó thì sai lầm, không qua khối lượng đó thì rất tốt cho cơ thể. Có chị nữa lại hỏi, tôi không biết uống rượu thì làm thế nào? Chị không biết uống rượu, há lại không biết ăn nho hay sao? Ăn nho há lại không biết ăn cả vỏ hay sao? Nho trắng không có nghịch chuyển thuần, bạn ăn cũng vô ích. Cho nên người có tiền uống vàng đỏ, người không có tiền ăn nho đỏ, không bỏ vỏ đều giữ được sức khỏe như nhau. Còn có người bắt bẻ tôi không có tiền thì làm thế nào? Tôi xin nói với các bạn, ở hội nghị quốc tế người ta đã điều tra rồi. Các khu vực trường thọ trên thế giới đều ở vùng quê nghèo, không có điều kiện như ở thành phố lớn. Như vậy thì có lạ không? Kẻ có tiền ngày ngày nhậu nhẹt, tiệc lớn nhỏ, gà vịt, thịt cá thì đều bụng phệ bằng đầu bằng đuôi. Những người như vậy rất ít người sống được quá 65 tuổi. Bây giờ đến vấn đề thứ hai là ăn. Mọi người đều nên biết kim tự tháp ở châu Á là tốt nhất. Kim tự tháp là gì? Loại ngũ cốc, loại đậu, loại rau. Ngũ cốc, đậu, rau là rất tốt cho sức khỏe con người. Cách ăn thực vật trong loại hạt ngũ cốc trước tiên nói đến ngô, gọi đó là cây vàng. Nhiều điều tra phát hiện rằng người xưa không ai bị tăng huyết áp, không ai bị xơ vữa động mạch là vì họ ăn nhiều ngô. Từ đó về sau nước Mỹ đã thay đổi. Châu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Quảng Đông của Trung Quốc sáng đều ăn bánh ngô. Bây giờ, nhiều người ăn noãn lân chi để làm gì? Chính là hy vọng không bị xơ vữa động mạch. Nhưng họ không biết rằng trong ngôi nhà có rất nhiều mà lại không đắt đỏ. Loại ngũ cốc thứ hai là kiều mạch. Tại sao nhắc đến kiều mạch? Người ta hiện nay thường có ba cao huyết áp: cao mỡ máu cao, đường máu cao. Kiều mạch là ba hạ: hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường máu. Trong kiều mạch có chứa 18% cellulo. Người ta ăn kiều mạch không bị viêm dạ dày, đường ruột, ung thư trực tràng, ung thư kết tràng đều không mắc. Trong số những người ngồi văn phòng mắc bệnh thì có đến 20% là ung thư trực tràng, ung thư kết tràng. Loại ngũ cốc thứ ba là loại khoai. Khoai lang trắng, khoai lang đỏ, củ từ, khoai tây, những thứ này trong hội nghị quốc tế có nhắc đến. Vì sao? Vì chúng có ba hấp thụ nước, hấp thụ mỡ và đường, hấp thụ độc tố. Hấp thụ nước làm trơn đường ruột, không bị ung thư trực tràng, kết tràng, hấp thụ mỡ và đường, không mắc bệnh tiểu đường, hấp thụ độc tố, không mắc chứng viêm dạ dày đường ruột. Ở Mỹ, người Mỹ ăn khoai là chế biến thành các loại bánh, ăn cũng không ít. Mong mọi người ăn nhiều khoai vào trong lương thực chính, nên có các loại khoai. Trong các loại hạt còn có yến mạch. Nếu bị tăng huyết áp, nhất định phải ăn yến mạch. Yến mạch lát, nó có thể hạ huyết áp,
hạ mỡ máu. Loại ngũ cốc cuối cùng là hạt kê. Sau khi về nước, tôi hỏi vì sao chúng ta không ăn kê nữa. Nhiều người bảo tôi cái thứ đó chỉ có đàn bà đẻ mới ăn. Thật ra bản Thảo Cương Mục đã nói rất rõ, kê có thể trừ thấp, kiện tỳ, trấn tĩnh, ngủ yên, ích lợi lớn như thế mà sao lại không ăn. Bây giờ rất nhiều người ngồi văn phòng đêm mất ngủ, mắc các chứng uất ức, chứng chức năng thần kinh. Có người uống đến 8 viên thuốc an thần nhưng vẫn không ngủ được. Tôi khuyên mọi người đừng nên uống thuốc nữa. Có hai giáo sư y học nổi tiếng sau khi uống thuốc an thần, đầu óc tối tăm, choáng váng rồi ngã quỵ. Người ta ngủ được là nhờ ăn cháo kê. Cho nên bây giờ tôi đã thay đổi sáng một bát cháo ngô, tinh thần phấn chấn, tối một bát cháo kê, ngủ tì tì tới sáng. Chữa bệnh bằng ăn sẽ tốt hơn chữa bệnh bằng thuốc. Vì sao chúng ta không giải quyết vấn đề bằng đồ ăn, thức uống mà cứ nhất định phải dùng thuốc? 10 thứ thuốc thì 9 thứ là độc. Chưa từng nghe ai nói dùng thuốc để giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng phải nói rõ, tôi không hề phản đối dùng thuốc, tôi phản đối dùng thuốc bừa bãi. Tôi chủ trương dùng thuốc trong thời gian ngắn, uống thuốc khi bệnh cấp tính rồi nhanh chóng ngừng thuốc. Dưới đây, xin nói về đậu. Hiện nay, Bộ Y tế đã đề ra kế hoạch hành động đậu tương. Nội dung là một nắm rau, một nắm đậu, một quả trứng gà, cộng thêm một ít thịt protein của một lạng đậu nành bằng 2 lạng thịt nạc, bằng 3 lạng trứng gà, bằng 4 lạng gạo. Vậy nên, ăn cái gì hơn? Đậu nành là hoa của dinh dưỡng, là vua của các loại đậu. Trong đậu nành có ít nhất 5 loại chất chống ung thư, đặc biệt là di hoàn, độc chất có thể phòng và chữa ung thư tuyến vú, ung thư trực tràng và ung thư kết tràng. Cho nên là đối với người da vàng chúng ta thích hợp nhất là sữa đậu nành. Ở hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc, người ta nói trong sữa bò có nhiều nhũ đường, mà 2/3 trong số người trên thế giới không hấp thu được nhũ đường. Người da vàng ở châu Á có 70% số người không hấp thu được nhũ đường. Sữa đậu nành có ưu điểm gì? Trong sữa đậu nành có chứa quả đường, mà quả đường hấp thu 100%. Bây giờ nói đến rau, loại rau nói đến đầu tiên là cà rốt. Vì sao nói đến cà rốt? Sách Bản Thảo Cương Mục của Trung Quốc viết đó là loại rau dưỡng mắt tối nhìn không thấy, đặc biệt là trứng quán gà, ăn là khỏi. Nó bảo vệ niêm mạc, ăn cà rốt lâu ngày thì ít bị cảm mạo. Người Mỹ cho cà rốt là thứ rau làm đẹp người, dưỡng tóc, dưỡng da, dưỡng niêm mạc. Người thường xuyên ăn cà rốt quả là đẹp từ trong ra ngoài. Khái niệm đẹp người này không phải là trong ngoài hài hòa. Châu Âu đã có bánh ngọt cà rốt. Ở nhiệt độ cao, chất bổ trong cà rốt không bị giảm sút. Loại rau thứ hai phải nói đến là bí đỏ. Nó kích thích tế bào tủy sản sinh ra insulin, cho nên người thường xuyên ăn bí đỏ rất ít mắc bệnh tiểu đường. Trong các loại rau còn nhắc đến khổ qua mướp đắng. Tuy nó đắng nhưng nó tiết ra insulin. Người thường ăn mướp đắng cũng không bị tiểu đường. Bí đỏ, khổ qua, người lứa tuổi chúng ta nhất định phải ăn luôn. Ngoài ra người ta còn nhắc đến cà chua. Ở Mỹ hầu như gia đình nào cũng trồng cà chua, ăn cà chua, mục đích là khỏi mắc ung thư. Đó là điều mới được biết đến 5 đến 6 năm nay. Ăn cà chua không mắc bệnh ung thư, bạn đã biết chưa? Nhưng không phải ăn cà chua một cách tùy tiện. Trong cà chua có một chất nếu kết hợp chặt với protein là một, xung quanh có cellulo bao bọc rất khó ra, cho nên phải làm nóng lên, nóng đến mức nhất định nó mới ra được. Tôi mách các bạn, cà chua xào trứng gà là đáng giá nhất. Và canh cà chua hoặc canh trứng gà, cà chua cũng rất tốt. Cà chua ăn sống không chống được ung thư, xin mọi người nhớ cho. Tôi vừa nói tỏi ăn như thế nào, có người nói ngay cái món đó phải ăn nóng. Sao cái gì bạn cũng muốn ăn nóng? Tôi xin thưa với các bạn, tôi đâu nóng lên thì bằng không. Người Sơn Đông, người Đông Bắc rất thích ăn, cứ bọc từng nhánh mà ăn. Còn nói tỏi không bị ung thư, nhưng chẳng mấy hôm anh ta bị ung thư trước, nguyên nhân là gì? Xin thưa quý vị, trước hết phải thái nhánh tỏi thành từng lát để
để từng lát trong không khí độ 15 phút sau khi nó kết hợp với dưỡng khí mới sản sinh ra chất tỏi đại toán tố. Bản thân tỏi không chống được ung thư đại toán tố mới chống được ung thư, hơn nữa là vua chống ung thư. Hôm nọ tôi thấy có người ăn tỏi, anh ta lấy một bát mì ra rồi nhanh chóng bóc tỏi ra ăn từng nhánh nhỏ. Không đầy 5 giây đồng hồ là đã ăn xong, thậm chí là từ 0 đến 5 giây. Ăn như vậy không có ích lợi gì hết. Nếu sợ tỏi có mùi thì ăn một quả sơn trà, nhai nấm lạc trang hoặc ăn chút lá chè là hết mùi ngay. Ở nước ngoài, tuần nào người ta cũng ăn, sao chúng ta lại không ăn? Nói về mộ nhĩ đen có tác dụng gì? Bây giờ cứ đến Tết, người chết vì nhồi máu cơ tim ngày càng nhiều. Càng ngày càng có nhiều người chết trẻ, thậm chí ở cả tuổi 30. Vì sao đến Tết chết nhiều? Có hai nguyên nhân. Một là máu đã cao ngừng thể chất. Người cao ngừng thể chất cộng thêm thức ăn cao ngưng, cho nên vào dịp Tết, người chết vì nhồi máu cơ tim đặc biệt nhiều, không kể tuổi nào. Chết nhồi máu cơ tim tuy không có cách gì chữa được, nhưng hoàn toàn có thể dự phòng. Các bác sĩ khuyên bạn uống aspirin, vì sao có thể khiến máu đông đặc lại không bị nhồi máu cơ tim, nhưng hậu quả là gì? Hậu quả của việc uống nhiều aspirin là đáy mắt xuất huyết. Bây giờ rất nhiều người xuất huyết đáy mắt. Tôi khuyên mọi người đừng uống aspirin nữa. Hiện nay ở châu Âu không uống aspirin nữa rồi. Vậy thì làm thế nào? Ăn mộc nhĩ đen. Ăn mộc nhĩ đen có hai tác dụng. Trong đó có một tác dụng là khiến máu không bị đông đập lại. Tác dụng này của mộc nhĩ đen là do một chuyên gia bệnh tim của Mỹ phát hiện. Ông đã đạt giải Nobel. Sau khi ông ta phát hiện tất cả người châu Âu, người có tiền và có địa vị đều ăn mộc nhĩ đen chứ không uống aspirin nữa. Thứ nhất là Tết đừng ăn đồ biển nhiều. Thứ hai, nên uống một chút trà ngon, hoạt huyết tiêu ứ. Thứ ba là nhất thiết chớ tức giận. Hễ tức giận là máu đặc, lại uống rượu trắng cũng dễ đặc máu. Muốn uống thì uống vàng đỏ không quá 100ml. Nếu cho anh ăn lạc, nhất thiết đừng ăn, mà có ăn thì bóc vỏ đi. Anh xem lạc Trung Quốc, lạc ngũ hương, lạc trang, lạc chiên đều nguyên vỏ cả. Anh sang châu Âu mà xem, tất cả các thứ lạc đều bóc vỏ hết. Người ta biết không nên ăn vỏ. Có người hỏi, cái vỏ lụa ấy chẳng phải có dinh dưỡng sao? Ai nói vậy? Tôi xin nói với các vị, vỏ là không có dinh dưỡng, nó chỉ có thể trị huyết, ngừng phiến, nâng cao huyết tiêu bản, dùng để cầm máu. Người trung niên và người già chúng ta không nên ăn. Chúc quý vị luôn hạnh phúc và bình an. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên ấn like và theo dõi kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.